Rồi, hello, xin chào chú anh chị. Hồi Vinh rất vui gặp lại cô chú anh chị trong cái video ngày 9 tây tháng 10 này nha cô chú anh chị ha. Ngày hôm nay thì Hồi Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị đa số là bò đực và bò cái tơ, bò cái cạo B, bò cái kho hay cô chú anh chị. Rồi, đầu tiên thì ở lô số 1 này, Hồi Vinh giới thiệu cô chú anh chị hai con bò đực 3B. Hai bò đực 3B này thì thuộc cái loại bò mini của chú anh chị. Mini nhưng mà cũng khá là đẹp trai. Và nói chung thì bò mẫu cũng tương đối ổn của chú anh chị, khá tốt ha. Đùi dây lưng thì mấy con bò này đúng chuẩn. Mặc dù là bò mini nhưng mà tướng tá thì nó rất là ngon lành, không có lỗi phải của chú anh chị ha. Chẳng qua là chủ nhà ta bán sớm thôi, chứ thực sự thì cặp bò này rất là nghiêm chỉnh của chú anh chị, cực kỳ nghiêm chỉnh luôn. Thì đầu tiên cái con này là của chú anh chị này thì nó hơi ốm hơn, hơi mỏng hơn. Chiều cao của nó là 9 tấc 3. Bò này thì mẹ nó là mẹ cộp răng, và nói chung thì nó cũng tầm khoảng 4 tháng ngoài. Còn cái con bên tay phải, con này là của chú anh chị này thì nó rất là dày, rất là đẹp. Chiều cao của nó là 9 tấc 1, và nói chung thì bò này dai lưng đùi rồi nó có đầy đủ, nhưng mà nó hơi nôn đòn, nó hơi ngắn đòn hơn so với con 9 tấc 3 ha. Còn móng giò móng cẳng thì hai con nào cũng rất là nghiêm chỉnh, rất là xịn ha cô chú anh chị. Móng thì móng chúm, móng sò, và đi đứng thì tướng tá đi đứng rất là thẳng ha cô chú anh chị. Rồi, bò Vinh xin báo giá luôn ha. Cặp bò được 3B này, bò Vinh xin bán với giá là 17 triệu ha cô chú anh chị. 17 triệu. Thì cô chú anh chị ưng ý thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635. Cặp bò này nói chung nó cũng dứt sữa được tầm khoảng 3 ngày, 4 ngày rồi cô chú anh chị. Nó cũng bớt nhớ mẹ rồi. Thì anh chị bắt cặp bò này về thì nó cũng đỡ móp, đỡ xuống bò hơn ha. Con này thì nó dày, tướng tá nó cấp bình nó rất là dày cô chú anh chị. Rồi, 17 triệu cho cặp bò được 3B này ha. Còn bây giờ thì mình chuyển qua cô lô số 2 ha. Rồi, ở lô số 2 bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị một cặp bò được kem tầm khoảng là 6 tháng rưỡi ha cô chú anh chị ha. Chiều cao thì con màu trắng của chú anh chị là 1m01, 1m02, cái chỗ vai trước thấp nhất nha. Còn con màu vàng thì nó cao hơn chút xíu, nó tầm khoảng 1m03 của chú anh chị. Thì hai con bò này nó thuộc vô mẫu bò được kem tương đối đẹp ha. Đặc biệt thì cô chú anh chị quan sát con bò trắng trước nè. Bò trắng thì dàn đùi nó rất là sâu. Còn con bò kem vàng, cái màu vàng của nó là cái màu vàng bánh mì của chú anh chị. Tại bò Vinh mới tắm á, nên nó hơi chuyển sang màu đậm đậm ha. Chứ nó khô lên thì nó ra màu vàng tươi, vàng rôm, rất là đẹp của chú anh chị. Thì hai con dàn đùi, dàn lưng rất là dung, rất là hở ha. Xương thì xương cối. Thì cô chú anh chị nào kiếm một cặp bò được kem mà tầm khá đẹp đó cô chú anh chị, thì cặp bò được kem này bò Vinh thấy nó cũng xứng đôi vừa lứa với nhau. Móng giò móng cẳng thì khỏi chê cô chú anh chị, xương dàn xương rất là chuẩn rồi. Bò Vinh quay cận cảnh cô chú anh chị xem, không có lỗi phải ha cô chú anh chị ha. Cặp bò này rất là nghiêm chỉnh, không có lỗi phải chỗ nào hết. Đó, cái màu lông của nó là chỗ con mắt đó cô chú anh chị, màu vàng nhạt vậy đó. Này tại nó bị ướt nước á, nên nó hơi chuyển sang màu hơi đậm đậm hơn. Cô chú anh chị để ý con màu trắng dàn vai, dàn lưng, dàn đùi nè, nặng nặng luôn cô chú anh chị. Chẳng qua là nó mới tách mẹ cách đây 2-3 ngày á, bây giờ nó hơi móp móp chút xíu rồi. Bò này bữa hai nữa lên ăn uống đầy đủ trở lại thì nó rất là ok, rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Hai con bò F2 nha. Sừng nhú, sừng cỡ tầm khoảng lóng tay à. Rồi, bò Vinh cũng không làm mất thời gian của chú anh chị. Bò Vinh xin báo giá luôn. Cặp bò được kem này bò Vinh xin bán cái giá là 22.500.000 nha cô chú anh chị. 22.500. Thì cô chú anh chị nào cảm thấy nghĩ thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 ha. Hai con có mỗi con đẹp kiểu ha cô chú anh chị. Con màu vàng thì nó lông hơi sát hơn, mỏng hơn. Còn con màu trắng thì tương lai sau này nó rất là bậm trợn cô chú anh chị, cạnh đuôi bự nữa nè. Chiều cao thì màu trắng nó hơi lùn hơn chút xíu ha. Con màu vàng thì 1m03, 1m04, con màu trắng thì 1m01, 1m02 ha. Rồi, bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo ha cô chú anh chị. Lô số 3 nha. Rồi, ở lô số 3 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị ba con bò được kem. Đầu tiên thì con bò này nè cô chú anh chị. Bò này đầu tiên ha. Bò này thấp nhất. Bò này chiều cao của nó là 1m nè cô chú anh chị. Mét bò ha. Móng giò móng cẳng của chú anh chị quan sát nè.
Nói chung thì ba con bò này nó nghiêm chỉnh nha cô chú anh chị, nó cũng không có lỗi phải gì, có lỗi phải thì bò Vinh sẽ báo cô chú anh chị biết ha. Đầu tiên thì con bia này nè là mét bò ha, con ở chính giữa cô chú anh chị mét lẻ một lẻ hai, nhích nheo chút xíu, cao hơn chút xíu. Con này thì nó hơi rớt bụng nè, con này thì giò cẳng nó cũng rất là tốt, nhưng mà cái bụng nó hơi rớt bụng tí xíu so với lại con kia. Rồi con này là con cao nhất nè cô chú anh chị, con này là mét lẻ ba, đùi dây lưng nó cũng ok. Nói chung thì ba con bò này mẫu nó cũng tương đối khá khá đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị quan sát ha, con này là mét lẻ ba nè, bỏ cục mặt quạo ha, đòn dài nè, con bò này đòn dài lắm cô chú anh chị, bự nhất trong đây ha. Con chính giữa là mét bò cũng tương đối đẹp, còn bên trái thì nó hơi yếu yếu một chút nè, trái cái bụng nó hơi rớt bụng chút xíu ha. Thì ba con bò này nó cũng không có lỗi phải gì cô chú anh chị, bò Vinh cũng xin phép được báo giá luôn ha. Bò Vinh xin bán ba bò đực kem này với giá là 28 triệu ha cô chú anh chị, 28 triệu. Thì cô chú anh chị ưng ý thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 ha. Lô bò ba con này nó cũng tương tự với nhau dạng đầu của chú anh chị, đầu trụi trụi sừng nhú nhú à, có sừng chứ không phải là không có sừng của chú anh chị, nhưng mà nó nhú nhú một chút đỉnh à. Cô chú anh chị làm nguyên lô thì alo cho bò Vinh ha, còn nếu như mà bắt lẻ tẻ thì cũng bình thường của chú anh chị, hai con đẹp một con nó cũng vừa vừa, thì bò Vinh ưng ý con nào thì cứ alo cho bò Vinh ha. Con đầu này thì dằn dai hở nè, đòn dài nè. Con này cũng tương tự nè, cấp mình nó rất là dày, móng chúm hay cô chú anh chị, mũi hồng mi hồng. Rồi thì 28 triệu cho lô bò ba con này ha. Còn bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo hay cô chú anh chị, lô số 4 nha. Rồi tiếp theo thì ở lô số 4 bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị hai con bò đực 3B, một con ba bê đỏ và một con ba bê đen. Chiều cao của chú anh chị thì con màu đen nó cao hơn 1m04 bò ha, con màu đỏ thì 1m02 bò thôi, nhưng mà bề ngang nó có chú anh chị dằn đùi á, dai lưng á, thì con màu đỏ nó ăn đứt bò đen hay có chú anh chị. Bò đỏ này thì trên người nó có một vài cái thẹo diêm da nhỏ nhỏ hồi xưa của chú anh chị, bị rất là lâu rồi, cỡ 4 tháng trước hồi nhỏ chủ nhà nó hồi nó mới đẻ đó cô chú anh chị, còn bây giờ nó phai dấu hết rồi, nó hầu như là nó không có để lại cái thẹo gì đâu, nhìn kỹ mới thấy những cái chấm chấm nhỏ nhỏ trên người của chú anh chị, thì một vài tháng nữa nó cũng phai hết trơn à. Mặt mày đầu cổ thì bậm trợn của chú anh chị, mặt quạo nè bò này, dai lưng thì rất hở ha, chiều cao thì 1m02, còn con màu đen thì nó mỏng hơn, nó dẻo hơn nhưng mà nó nghiêm chỉnh, nó sạch sẽ. Màu đen thì nó cao hơn 1m04 bò ha cô chú anh chị ha. Rồi bò Vinh cũng không làm mất thời gian của chú anh chị, bò Vinh xin báo giá luôn. Cặp bò được 3B này bò Vinh xin bán với giá là 21 triệu ha, 21 triệu. Thì cô chú anh chị ưng ý thì alo cho bò Vinh ha. Con này nè cô chú anh chị, đùi vuông nha, nhưng mà nó thiếu thịt, dạng như nó còn ốm á cô chú anh chị, nhìn nó không có mấy gì được đẹp đẹp ha. Cái đùi nó đùi vuông, dần lưng nó cũng hở, xưa nó cũng khá to đó, con màu đen của chú anh chị. Cặp bò này thì nó cũng rất là già bò rồi, cô chú anh chị yên tâm ha, tầm khoảng 7 tháng bò hơn rồi, nói chung cũng cứng cáp rồi cô chú anh chị ha. Móng giò móng cẳng thì màu đen này nó nghiêm chỉnh, nó không có tật lỗi chỗ nào đâu cô chú anh chị, rất là sạch sẽ ha. Rồi 21 triệu cho cặp bò được 3B này ha cô chú anh chị. Còn bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo, lô số 5 nha. Ở lô số 5 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị một con bò cái kem F2 và một con đực kem F2. Thì cặp bò này nó cũng rẻ tiền cô chú anh chị, bắt chung chủ bỏ vô quay luôn ha. Con cái thì dứt sữa lâu rồi, còn con đực các cô chú anh chị thì mới bắt cách đây 2-3 ngày ha, nó cũng còn hơi nhớ mẹ chút ha. Đực thì 4 tháng rưỡi, còn cái này tầm 5 tháng rưỡi 6 tháng. Chiều cao của con bò cái cô chú anh chị ngay chỗ vai trước thấp nhất là 1m ha, còn con bò đực đó là 8 tấc 8, 8 tấc 9 thôi cô chú anh chị. Bò đực kem F2, bò cái thì cái cũng kem F2 luôn, nhưng mà nó ăn uống nó hơi thiếu thốn cô chú anh chị, thì chủ nhà kẹt tiền ta bán sớm vậy thôi. Cái cặp bò này nó nghiêm chỉnh, nó không có tật lỗi chỗ nào ha.
Thì bò Vinh cũng không làm mất thời gian của chú anh chị, bò Vinh xin báo giá luôn. Cặp bò được cái này, bò Vinh xin bán với cái giá là 11 triệu 700 ngàn nha. 11 triệu 700, cô chú anh chị làm nguyên lô thì bò Vinh rất cảm ơn ha. Tại bò Vinh bắt nguyên lô đó cô chú anh chị nên cũng nẹp nẹp vô bán luôn cho nó gọn bò ha. Rồi, bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo nữa cô chú anh chị, lô số 6 nha. Rồi, ở lô số 6, bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị hai con bò đực 3B. Chiều cao của hai bò này nó xem nhau ha cô chú anh chị. Con 1m02, con 1m03. Và luồng tháng thì cặp bò này nó tầm khoảng 6 tháng rưỡi ha. Cô chú anh chị nhìn vô cũng thấy ha, mấy bò này thì nói chung cấp mình nó rất là dày, rất là đẹp. Thì bò này cũng thuộc dạng như bò độ vậy đó cô chú anh chị. Lỗi phải thì không có ha, có thì bò Vinh báo cô chú anh chị biết liền ha. Đùi thì khía khía luôn. Nói chung thì con bên phải nó hơi mỏng hơn so với lại con bên trái chút xíu của chú anh chị. Tướng tá bên trái thì nó dày hơn. Chiều cao thì hai con na ná nhau của chú anh chị. Các anh chị có quan tâm vô thể loại 3B cá khá đẹp đẹp vậy nè, chú ý cho bò Vinh cặp bò này ha. Cặp bò này thì cũng dứt sữa cách đây cũng 4 ngày 5 ngày rồi của chú anh chị. Nói chung cũng gần xong xuôi rồi. Nó cũng không mấy gì nhớ mẹ nữa. Nên nó rõ bò, nó gọn bò lại rồi đó cô chú anh chị. Chứ hồi mới bắt thì nó rất là đẹp luôn. Cặp bò này hồi mới bắt thì rất là bóng, rất là mướt luôn á. Rồi, bò Vinh cũng không làm mất thời gian của chú anh chị, bò Vinh xin báo giá luôn ha. Cặp bò đực 3B này bò Vinh xin bán với cái giá là 26 triệu 800 ngàn nha cô chú anh chị. 26 triệu 800. Thì cô chú anh chị xem xét dùm cho bò Vinh ha. Chiều cao ngay chỗ vai trước thấp nhất á, là 1m02, 1m03. Còn luồng tháng thì tầm khoảng 6 tháng rưỡi ha. Hai con này thì mỗi con đẹp mỗi kiểu của chú anh chị. Con này thì nó dài đòn nè. Và nó cũng rất là dày. Nhưng mà nó lại không dày bằng cái con này. Con này thì nó dày mịt luôn. Nó bậm trợn hơn. Nó kịch cộm hơn của chú anh chị. Thì mẫu bò này thì anh chị nào nuôi khéo khéo thì nó đi đường dài, rất là xa của chú anh chị. Những con bò đực 3B này thì tương lai sau này lên phà luôn. Càng nuôi càng lên ha. Rồi, 26 triệu 800 ngàn cho cặp bò đực 3B này ha cô chú anh chị ha. Còn bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo. Lô số 7 ha. Ở lô số 7 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị một con bò đực kem và một con cái 3B tơ. Thì nói chung thì bò Vinh không có thời gian nên bỏ vô quay chung vậy thôi cô chú anh chị. Chứ hai bò này bắt riêng hai chỗ khác nhau ha. Bò cá 3B này thì chiều cao của nó là 1m2. Và nói chung thì nó cũng tương đối khá bò. Bò này còn nuôi dỗ lên thêm thì còn đường rất là dài, rất là rộng nè cô chú anh chị. Bò tơ chưa có lứa nào ha. Dần da dần lưng nè cô chú anh chị. Nói chung thì bóng mướt ha cô chú anh chị. Nhưng mà thịt thà nó còn hơi lỏng lỏng, nó chưa có tới thịt, nó chưa có đặc ha. Còn con đực kem này ngay chỗ vai trước thấp nhất của nó là 1m21 đó cô chú anh chị. Và nó cũng rất là dày, rất là kịch cộm ha. Mặt mày đầu cổ thì cũng nói chung là bò này tầm khoảng 5,5 tuổi nhưng mà rất là sạch bò, rất là tơ của chú anh chị, nó cũng chưa có già lắm đâu. Hơi lăng xăng ha. Đùi dai lưng thì thịt thà nó cũng có rồi đó cô chú anh chị, đang chuẩn bị lên khá nhiều rồi ha. Bò này sung dữ lắm cô chú anh chị, thả nó ra nó cõng mầm mầm liền. Cạnh đuôi cũng tương đối bự ha. Tướng tá thì tròn trịa. Dàn dai dàn lưng thì bò Vinh lại gần quay cho cô chú anh chị xem nè. Đầu cổ mặt mày nè. Dai hở ha. Lưng thì cũng đầy. Rồi. Bò Vinh xin báo giá luôn. Bò đực kem này bò Vinh xin bán với giá là 18,5 ha cô chú anh chị. 18,5. Thịt nó nhiều cô chú anh chị. Đùi với lưng nó cũng đầy đặn thịt thà rồi. Màu lông thì màu trắng ngà ngà ha cô chú anh chị. Còn con 3B nè, 3B cái ha cô chú anh chị, thì bò Vinh xin bán với giá là 13 triệu 800 ngàn nha. 13 triệu 800. Thì cô chú anh chị xem xét dùm cho bò Vinh ha. Con này thì nó hơi lỏng hơi dẻo nè. Chiều cao nó 1m2. Nhưng mà nó bóng nó mướt ha. Rồi, bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo nữa ha cô chú anh chị. Lô số 8 nha.
Rồi, ở lô số 8, bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị ba con bò cái cạo ha. Con ba bê bông gấm gấm này nè, đỏ đỏ đó, anh đít muối, và một con cái kem trắng và một cái kem vàng. Thì nói chung ba con bò này nó cũng ú, cũng xấu sữa ha. Bò đít muối của chú anh chị thì cái đó là ba bê bông á, bông gấm gấm bên tay phải á, chiều cao của nó là thấp nhất trong đây, 9 tấc 1 ha. Còn con kem trắng này là 9 tấc 3 nè, kem trắng này là 9 tấc 3. Còn con màu vàng bên trong á là 9 tấc 7 ha cô chú anh chị, bên trong là 9 tấc 7. Đùi dây lưng của cặp bò này thì khỏi chê cô chú anh chị, bán bò nuôi cũng rất là ngon lành nè, rúng yếm lòng thòng, bò mẫu đẹp ha. Anh chị nào mà có kèo dự án hoặc là bò sinh sữa, bò nuôi đó, thì bắt cặp bò này nè, rất là đẹp, rất là nghiêm chỉnh, sấy ngay chốc luôn của chú anh chị. Còn con đít muối này thì bán bê cạo thôi, bê cạo thì bình thường. Bò Vinh cũng không làm mất thời gian của chú anh chị ha, bò Vinh xin báo giá luôn. Bò đít muối này bò Vinh xin bán với cái giá là 8.300.000 nha cô chú anh chị, 8.300.000. Còn con màu trắng này nè cô chú anh chị, bò Vinh xin bán với giá là 7.300.000, 7.300.000 ha, bò trắng này. Trắng này thì chiều cao của nó là 9 tấc 3 ha. Còn con màu vàng của chú anh chị thì 7.500.000 ha, 7.500.000. Thì ba con của chú anh chị bắt hết nguyên lô thì bò Vinh rất cảm ơn ha. Còn phân ra chi tiết từng con là vậy đó cô chú anh chị, cho anh chị dễ chọn lựa ha. Con màu vàng này là 7.500.000 nha cô chú anh chị. Đùi dây lưng nó cũng, thịt nó cũng đúng luôn cô chú anh chị. Còn bán nuôi thì được thì ngon lành, rất là đẹp, mẫu đẹp. Rồi, bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo nữa ha cô chú anh chị. Lô số 9 nha. Rồi, ở lô số 9 thì bò Vinh cũng giới thiệu đến cô chú anh chị một con ba bê muối và một con ba bê đen. Cặp bò này bê cạo loại lớn ha cô chú anh chị ha. Chiều cao của hai bò này xem với nhau, mét bò ha cô chú anh chị. Ba bê nè, ba bê đen cô chú anh chị nhìn thấy, dai lưng đùi nó căng tròn bóng mướt luôn. Còn con ba bê đỏ đó cô chú anh chị thì đít nặng nặng khía khía luôn cô chú anh chị. Nó không được mướt lắm nhưng mà nó thịt nó cũng không có thua kém như con ba bê đen đâu. Thì cặp bò này nói chung thịt nó rất là nhiều của chú anh chị. Chiều cao thì ngay chỗ vai trước thấp nhất thì 1 mét bò ha. Dạng mông thì mình cũng tính ha. Con này rất là tròn luôn của chú anh chị. Rồi bò cạo thì bò Vinh cũng không có, nói chung thì nó không có lỗi phải, không có gì hết trơn đó của chú anh chị. Bò Vinh cũng xin phép được báo giá luôn ha. Cặp bò cái này bò Vinh xin bán với giá là 22.000.000 ha, 22.000.000. Thì cô chú anh chị xem xét giùm cho bò Vinh ha. Con này thì còn nuôi lên nữa đó cô chú anh chị. Bò này nó vậy chứ thịt nó cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà nó còn lên phà phà luôn, tại bò đít muối mà xương lớn nè cô chú anh chị. Còn con đen á thì nó tròn quay luôn rồi. Đen về mình cạo mình làm gì cũng dễ ha. Rồi 22.000.000 cho cặp bò này ha cô chú anh chị. Còn bây giờ mình chuyển qua cái lô tiếp theo nữa ha. Lô số 10 nha. Ở lô số 10 bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị một con cái ba bê tơ 1m22 và một con cọp. Cọp này lứa cô chú anh chị, nó rất là khỏe mạnh nha. Cọp này là 1m34 bò cô chú anh chị. Nó bị nâng. Bò này thì không có đẻ chữa gì nữa nha cô chú anh chị. Chủ nhà nó bị nâng rồi. Mới đẻ con lứa đầu tiên, nuôi thêm năm mấy hai năm nữa mà không có chữa. Còn giá tiền của chú anh chị thì con ba bê tơ bò Vinh xin bán với giá là 14.500.000 nha, 14.500.000. Mét 2 bò nè cô chú anh chị, bò này. Còn con cọp á, mét 34 này nè, bò Vinh xin bán với giá là 13.800.000 nha, một lứa ha. Rồi bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo nữa ha cô chú anh chị. Hôm nay khá là nhiều bò nên quay nhanh nhanh ha. Lô số 11 ha. Rồi, ở lô số 11 bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị hai con bò cái ba bê tơ và một con kem tơ. Kem tơ này thuộc thể loại dạng như kem giấy đó cô chú anh chị, nhưng mà lông nó hơi dài dài ha. Nó không phải quăng ha, không phải xù nha cô chú anh chị. Đùi dai lưng nó cũng thịt rất là ok đó.
nó không quá ốm ha. Cũng có thịt đó cô chú anh chị. Chiều cao của con kem á là 1m15 bò ha. Còn hai con ba bê á cô chú anh chị là 1m13-14. Ba con bò này nghiêm chỉnh ha cô chú anh chị, bò tơ không à. Hai ba bê nó cũng thuộc dạng dẻo dẻo gân gân thôi, chứ nó cũng không có thịt gì nhiều. Thì cái lô bò ba con này thì bò Vinh cũng coi là mất thời gian cô chú anh chị, bò Vinh xin báo giá luôn ha. Ba cái tơ này bò Vinh xin bán với giá là 34 triệu ha. 34 triệu. Thì cô chú anh chị ưng ý thì alo cho bò Vinh. Số điện thoại thì bò Vinh xin nhắc lại ha, 0366356635. Mỏng dẻo nhưng mà nó cũng có da có thịt đó cô chú anh chị, nó cũng không có quá ốm ha. Móng thì nghiêm chỉnh. Không chúng không à. Mấy bò này còn lên phà phà cô chú anh chị. Rồi, 34 triệu cho cái lô bò ba con này ha. Còn bây giờ mình chuyển qua cái lô tiếp theo nữa cô chú anh chị. Lô số 12 nha. Rồi, ở lô số 12 này thì có ba bò nó hơi lấu lấu, hơi thịt thà rồi này nọ đó cô chú anh chị, nên bò Vinh bỏ vô quay chung luôn. Nhưng mà bò Vinh sẽ phân giá chi tiết ra cho cô chú anh chị ha. Đầu tiên á thì cô chú anh chị quan sát màu lông màu da nè, con trắng xù, một con xin vàng đậm và một con xin nó bị xà mau khô đó cô chú anh chị. Xin này nè, thì trên người nó có những cái xà mau này nè, con bò này bán thịt ha. Con bò vàng, bò xin vàng xà mau đó cô chú anh chị, chiều cao của nó là 1m12, giá tiền của nó là 6,2 triệu nha, 6,2 triệu. Còn con bò xin vàng đậm đây nè, đỏ đậm đây nè, thì mẫu nó còn sạch sạch bò đó cô chú anh chị, nên giá tiền của nó là 6 triệu ha. Anh chị nào bắt về mà mình xin sữa bắt mẫu nuôi cũng rất là ok đó. Bò xin đỏ đó đó, chiều cao nó là 1m1 á. Rồi, thì hai con xin ha, con 6,2 triệu, con 6 triệu ha cô chú anh chị. Còn con kem này nè, cô chú anh chị để ý cái đùi, cái dai, cái lưng nó rất là tròn đó cô chú anh chị. Thịt thà nó cũng nhiều đó chứ không phải ít đâu. Thì bò Vinh xin bán bò này với giá là 8 triệu rưỡi nha. Chiều cao của con bò kem này là 1m06. Kem xù trắng này nè, 1m06 ha, 8 triệu rưỡi ha cô chú anh chị. Anh chị bắt lẻ tẻ và bắt nguyên lô gì cũng ok ha cô chú anh chị. Phân giá chi tiết từng con rồi. Rồi, bây giờ thì mình chuyển qua cái lô mẹ con đầu tiên, lô số 13 ha. Rồi, ở lô số 13 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị mẹ ba bê và con ghé đực ba bê. Mẹ ba bê màu nó đỏ trắng ha cô chú anh chị, còn ghé đực ba bê thì màu nó đen trắng ha. Thì cô chú anh chị quan sát nè. Đầu tiên chiều cao của con bò con đó cô chú anh chị là chỗ vai trước thấp nhất của nó là 9 tấc 3. Còn con bò mẹ chỗ vai trước thấp nhất của nó là 1m22. Bò này thì bò Vinh mới vừa bắt, mới vừa xuống xe luôn cô chú anh chị, nên nó cũng hơi quảng quảng đó. Nên bò Vinh cũng cuộc lại để quay cho nó kỹ cho cô chú anh chị xem ha. Chút xíu nữa bò Vinh thả ra. Cái con bò đực đó cô chú anh chị thì nó cũng hơi dẻo dẻo thôi, nó cũng không mấy gì đẹp, nhưng mà nó cũng cao ráo dài đòn. Bò này thiếu ăn đó cô chú anh chị. Còn con bò mẹ thì nó cũng tương tự cô chú anh chị, nó cũng dẻo dẻo à, nhưng mà nó đanh lợi, nó khỏe mạnh lắm cô chú anh chị. Bắt con bò này nó cũng vất vả nè, nó rất là lanh, rất là lăng xăng nè bò này. Cô chú anh chị quan sát bầu vú nè, sữa sùng thì nói chung cũng ngon lành cô chú anh chị. Nó bong bong trên vú nó bình thường cô chú anh chị, bò này bong bình thường. Và nói chung là bốn vú đều rang, chưa có dược sệ gì ha. Thì chiều cao thì bò Vinh xin nhắc lại ha cô chú anh chị. Bò mẹ là 1m22, tầm khoảng 2 lứa. Còn bò con á thì 9 tấc 3 nha cô chú anh chị. Bò nghe đực 3B. Thì dẻo dẻo thôi, nó cũng không có mấy gì mập ha. Còn giá tiền đó cô chú anh chị, thì mẹ con này bò Vinh xin bán với giá là 19 triệu 500 nha cô chú anh chị. 19 triệu 500. Thì cô chú anh chị ưng ý thì alo cho bò Vinh ha. Nói chung thì mẹ con này tắm rửa sạch sẽ, nghiêm chỉnh lại thì nó ăn uống rồi, nó cũng là một con bò rất là đẹp đó cô chú anh chị. Bò mẹ còn khỏe, trẻ. Bò con thì tuy là dẻo nhưng mà nó cũng cao ráo dài đòn ha. Rồi, bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo ha, lô số 14 ha. Rồi, ở lô số 14 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị mẹ kem. Mẹ kem này tầm khoảng 4 lứa cô chú anh chị, tàn sát bự ha. Và con nghé cái 3B, nghé cái 3B này là 9 tấc 6 ha cô chú anh chị, 9 tấc 6.
Bò mẹ thì nói chung màu lông màu da nó còn mướt nhưng mà nó hơi ốm. Còn sữa sùng thì bao la luôn cô chú anh chị. Đi đứng thì khỏe mạnh, cô chú anh chị yên tâm. Đầu tiên thì cô chú anh chị quan sát bầu vú ha. Ở gần nó thì nó lăn xăng cô chú anh chị. Vú mốm rồi còn rất là sạch ha. Bò nghé này tầm khoảng 4 tháng à. Nghé cái ba bê này nó cao ráo dài đòn giống bò mẹ. Anh chị nào tính bắt những cái con bò sát để dỗ thì con này nó cũng ngon lành. Tuy là nó bốn lứa nhưng mà nó thứ nhất là nó bự bò của chú anh chị, với lại nó đi đứng khỏe mạnh, ngon lành lắm, không có phải như già cả gì đâu. Còn mà sữa sùng thì bao la luôn, màu lông màu da thì con bò mẹ nó cũng còn mướt ha. Chiều cao thì bò Vinh xin nhắc lại, bò mẹ là 1m26, bò con là 9 tấc 6 ha. Còn giá tiền của mẹ con này thì bò Vinh cũng xin báo luôn, bò Vinh xin bán với giá là 17.300.000 nha cô chú anh chị. 17.300.000 thì cô chú anh chị ưng ý alo cho bò Vinh ha. Móng giò, móng cẳng, chân cẳng đồ rất là ngon lành. Bò con thì cao ráo dài đòn, bò này về cho ăn thức ăn thời gian nữa là nó ú lên, nó mắc sữa khá đẹp đó cô chú anh chị. Rồi 17.300.000 cho bộ mẹ con này ha. Còn bây giờ mình chuyển qua cái lô tiếp theo nữa cô chú anh chị, lô số 15 nha. Rồi ở lô số 15 bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị còn bò mẹ xin trụi, tàn sát cũng tương đối bự của chú anh chị. Mẹ này hai lứa ha, 1m22 bò. Còn con nghé cái này của chú anh chị do người ta chích ngừa nhiều quá của chú anh chị nên lông nó hơi khô khô bò ha. Còn bò nghé cái này chích ngừa hồi nhỏ bị viêm da đó của chú anh chị nên người ta chích nên nó lông nó hơi dày dài. Nghé cái này chiều cao của nó là 8 tấc 4, thì nghé cái này cũng tầm khoảng 4 tháng ngoài rồi đó cô chú anh chị. Còn bò mẹ này là hai lứa ha. Bò mẹ thì màu bánh mì rất là đẹp, rất là sạch bò của chú anh chị. Vú mốm thì sữa sùng bao la luôn của chú anh chị. Sữa nhiều lắm bò mẹ chứ không phải ít đâu. Nghe cái thì do người ta chích thuốc nhiều quá nên nó hơi lông nó hơi dài dài thôi. Bò Vinh quay cận cảnh cái bầu vú của chú anh chị xem nè. Sữa nhiều lắm ha của chú anh chị. Sữa bao la luôn mà vú rất là sạch ha. Rồi. Chiều cao thì bò Vinh xin nhắc lại ha, con nghé cái là 8 tấc 4, còn con bò mẹ là 1m22 ngay chỗ vai trước thấp nhất ha cô chú anh chị. Còn giá tiền của bộ mẹ con này á thì bò Vinh xin báo luôn, bò Vinh xin bán với giá là 12.700.000 nha. 12.700.000 thì cô chú anh chị xem xét ha. Bò Vinh quay cận cảnh cái sấy đầu sấy lưng cho cô chú anh chị xem, nó ra ngay chính giữa luôn cô chú anh chị. Bò này còn để làm giống phà phà luôn chứ không có tệ đâu cô chú anh chị. Bò này còn để làm giống 5-6-7 lứa nữa là bình thường, còn trẻ khỏe nè. Rồi 12.700.000 cho mẹ con này ha cô chú anh chị ha. Còn video tới đây cũng khá dài rồi cô chú anh chị, bò Vinh xin phép dừng tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong cái video tiếp theo trong ngày gần nhất ha. Xin chào, bye bye.